đây đây tập thứ năm đây rồi à mà tập bốn tầng thứ ba đây đứng một tầng từ có cần em sửa bài thì em lên em vừa đặt bơm vừa sửa bài cho còn nó chưa cho ra ngoài các bạn ra ngoài được anh em đang có khiên trong người á chú ý anh em chuẩn bị giao tranh á bút khiên lên giao tranh cho nó mạnh chuẩn bị những đoạn giao tranh anh em nhắn lùi lùi bút khiên lên các mạnh lắm trong vỏ mình lò được cái khiên á bút lên cái giao tranh bất tử bao giờ tu tiên cũng gì cũng được kịp mà em mua bạn ăn học kịp mà mình 5 phút rồi ấy xe ai học kinh công có nhảy chưa làm xuống anh lúc to đây lấy phẩm cách hả anh? Cái bang để phẩm cách. À, cái bang để phẩm cách. Rồi em để tiên là khổ rồi. Em muốn tiên ở đâu thành? Em muốn tiên hay nào giờ? Tiên là khổ. Em chém anh ăn lại nhiều quá anh không? Mộng đi, mộng được chém cho bớt cái xe mà nó rớt hết đi Hạo Nhân ơi. Chém mộng đi. Tao là tao chiếm hộ tới 47 là ok. 47. Thái nhìn sẵn sàng quá vậy. Sẵn sàng từ hớ mà. Đủ mấy con cái đó mà. Đây nhưng có tàng hình thì nó chặt ở giữa ấy. Thì quay là gì? Bóp đen em ơi. Cùng luôn bóp đi. Xe máy xe lớn có, xe nhỏ đâu có. Có chậu quá. Bóp chậu quá. Ai phải chưa phân phân à cả gì đấy cả không tài báo không tài lắc không gì được hết trơn nha không mày không mày nè được giờ anh đi bên trái em bên phải nhá anh 9 giờ em 3 giờ nhá giờ, đi nhá giờ bên mình mà đeo mặt nạ được là em ban đi rồi 9 giờ em 3 giờ đi nhá Duy 9 giờ Thái 3 giờ Phạm Quái nói cho nghe rồi đủ đi đây. Đàng Huy là mọi nhất định bom thường xuyên em ơi. Đứng đứng trên hả? Rồi đặt bom xong rút lui lại anh thấy. Lùi lùi kìa, không là đặt bom lên thôi, còn lại không liên quan đến nhiệm vụ gì, đứng lại đi. Không phải thế. Phạm quái cái này, hai, đỡ hai ông kia farm thôi. Tắt lên quái đi. Tắt lên quái, ok. Dù cho nó vô bom, dù cho nó vô bom. Tắt nhạc đồ hết, tắt nhạc đồ hết nha. Tắt nhạc đồ, ok.
tách nhạc đồ, tách farm quái. Đỡ mình đánh người thôi. Bom le thường xuyên hơi luôn. Bom cứ trước mặt mình dàn xe mình á. Ở cái bom liên tục vô, hết mana giờ mua. Từ từ con đã này, bây giờ bảo di chuyển nhá, tay phải phía dưới, vòng hẳn xuống dưới cái cổng mà vòng hẳn xuống dưới bên phía của bên nó, bên 3G bên nó ấy. Mình vòng ngược lên, hiểu không anh em, vòng qua cây ba ấy, vòng sau cây ba ấy, hiểu không? Là không có bom nhá, đánh kiểu như vậy thì đừng có lao thẳng lên, áp sát này. Đúng rồi, lên ngựa luôn này, lên ngựa này. Bấm đi, tung luôn, bấm đi. Được chưa, bút chưa? 1, 2, 3, chạy. Sát. Vòng lên. Rồi, đánh đi, vòng lên, kìa ông là vòng ngang sang dưới đấy. Ở cháu cắt cái đuôi đó kìa. Vòng, xoay. Đánh đây này, được, đánh được. Đánh được này, đánh được. Nhòi méo, chết nó luôn này. Nhòi méo vô ông tí. Đó, nó đánh này. Quấn ngang mạnh luôn. Đánh ngang luôn. Mạnh luôn. Nó đánh bốt này. Chặn luôn ngày ba, Tùng An ơi. Chặn ngày ba. Đó. Chết. Rút nha. Chưa chết nha. Rút đá mình luôn nha. Rồi, anh điểm rồi, rút này, anh điểm rồi, rút đi. Rút, anh điểm rồi. Đi luôn đi. Ừ, đi luôn, đó, ngon, anh tôi đẹp đấy. Nó nát vào đó nửa đồ hình rồi. Ok, em đẩy lên phía trên, dưng lên phía trên tí đi. Rồi, tiếp tục như lúc tổng. Từ. Nó kìa, xuống. Ôm sát dưới. Đúng rồi. Đẩy mạnh vào. Kìa, nó ôm. Tay ngược lên trên lại này. Cái trên cái nhanh đấy. Nhanh. Ăn nha. Cố lên, máu nhiều vào. Máu vào. Anh nha. Nhanh. Tại cây, rút lại, chút đá. Vừa đánh vừa rút kìa, đừng ham. Vừa đánh vừa rút. Rồi. Đứng yên. Rồi, ôm hết sang bên phải kìa. Ôm hết sang bên phải. Rồi, dồn sát tường, đừng để cho bọn chúng bom. Rồi, giờ dồn sát lên tường. Rồi, ôm. Cá ba nó này, ăn đi xe rắc cá ba nó này, ăn xe rắc cá ba. Rồi, đẩy nhanh kìa. Đẩy nhanh. Được rồi, rút. Quay. Hết quái rồi rút, mình đang lợi thế mà. Nó đâu ra kịp đâu Tùng Anh. Ok. Hết hoảng đấy rồi, Kinh ơi. Rồi rút, anh hết quái bản đồ gì này. Rồi anh em, anh sao rút hết cái bản đồ, rút như này. Thống lĩnh này, bỏ uống này. Ngã ba đi ơi, để cho anh em máu, ngã ba. Rồi, máu nha. Ở sau kìa. Đam mặc định về cái một. Đam mặc định, dồn lên phía sau, dồn lên một tí, ôm cục vào nhau. Dồn lên một tí. Bom mày hơi ơi, đừng kéo lên. Huy cứ bom dưới đội hình liên tục nhau Huy ơi. Kèm không chuột thai. Tắt đánh quái nè. Tắt đánh quái đi nhá, đừng để đánh quái nha. Kìa, nó đam mặc định về phía trước mặt, không phải cây một mà trước mặt. Trước mặt, đúng rồi, đam mặc định về trước mặt. Kim muốn chuột lại, Hải kìa. Kim mà. Đứng đuôi. Đam mặc định về trước mặt thôi, kệ mẹ đó. Đam mặc định về phía bên phía tay phải của mình, đam về phía tường dưới ạ, đam về phía tường dưới, kẹp vào tường dưới này. Đấy, chỗ kinh này, thấy không? Chỗ kinh này, đúng. Đấy, rồi, không, đừng di chuyển lên nha, đứng yên nha, nó sắp xuống, sắp đụng nha. Nó lại rút rồi. Đây, bây giờ mình đứng nhẹ nè, đam mặc định cái bán quái nè, kìa, rồi lùi, 100% lùi về nè. Lùi, leo xe, lùi sâu bom, đấy, cứ lùi sâu bom tí. Huy cứ dàn bom liên tục là được rồi Huy ơi. Không lo thế nào mấy. Huy cứ dàn bom liên tục vô. Đó,
dàn xung quanh liên tục vô. Rồi anh em xe mình cứ làm gì làm, cứ núp sâu bom mà được. Là nó đế chấm công đâu. Đi đúng rồi, mời Vũ á, đúng không? Chặn Má sao tối nay ba mình như Phật tổ hả ta? Hay là mình nói thiếu người ấy? Rồi, về thân quá rồi, về. Đã bảo là nhồi theo đúng cái chỉ tiêu của tôi là không ít chết lắm. Anh thân quá, rút nhanh, anh quá, rút nhanh. Máu ngày ba, mùa máu đi. Cắt từ trên, nhanh. Rồi, giao. Nhồi máu. Được nha. Ok nha anh em. Ok luôn. Ok, đánh được. Rồi. Đẹp. À bốn. Mẹ mày thiên nhẫn đây. Tao là làm thiên nhẫn luôn này. Rút về đây có bao nhiêu bạn? Rút về, chạy về luôn. Giữ mặt. Đủ má cái tụi này sao nó hơn mình ta? Là ngày cô anh ơi. Rồi rút. Mình chính cho mình. Rồi trước đá đứng tiếp đi. Trước đá thôi đánh mình chính nha. Trước đá đây. Bơm tiếp tục đi Phạm ơi. Quên Huy ơi. Anh lấy cơ xử lý giảm nhanh anh lấy cơ. Rồi vô. Giờ mình mua máu. Đang vận hơn 5k nha. Cố gắng cứ giữ đứng một chỗ, xuống xuống dưới đâu ra. Rồi lọn rồi, ngon này, vô này. Anh luôn vô đây này. Anh bắt kịp cánh ngay lên, đừng có rút nha, đừng yên nha. Đứng yên một chỗ đi, cứ đam nha. Đứng yên nha, rồi. Ok. Đam lên từng chỗ, đam giữ bản đồ kìa, Tay ngược cái đá, Rồi ok. Ăn nha. Rồi anh đẹp luôn. Ăn nha. Anh em chất đỡ nhanh, xe. Nhanh, chất xe đã nhanh. Ra bên tầm kích. Ra bên tầm kích nha. Chất ra bên tầm kích á. Đi mẹ mày. Rồi chạy, đẹp. Đi đâu? Dí lên. Đi mẹ mày chạy đâu. Ngày ba nó đây. Tấn đâm dù vậy đâu đây. Ngày ba nó kìa. Anh quá nhanh. Phan quái lẹ, quẹ chạy nhà này. Có tướng nè. Anh đây tranh thủ anh mắng có tướng đại tướng rồi. Loạt hình này đúng rồi nơi này. Rồi anh quái xong rút về trước đá nhanh anh em. Rút trước đá nhanh. Rút về trước đá nhanh lên.
Chờ. Tôi này mình anh hơi nhiều điểm ấy. Bên mình bắt hai người. Kiểm tra. Ủa, xe anh đứng như vậy mà đi đâu em? Ủa, lạ vậy nè. Em thấy không? Đâu có. Anh đang mặc chạy bình thường mà. Mình không công, mình cứ thủ thôi, không công. Đang mặc định về tường dưới kìa. Giữa. Nó giảm bom. Đứng yên một chỗ. Đứng yên một chỗ, mày nói không phải chạy theo nó, nó đang dính bom kìa, mặc định về phía trước luôn. Kìa phía sau, đẩy lại về phía sau. Rồi, còn dưới lại. Ép vô đá, kịp gấp. Mà mình chơi. Mình chạy về nè. Chạy nè. Bách quái mình. Bao nè. Nhanh. Sói nó ra này, giờ nghiên cứu như thế nào. Ăn sói nó còn không là mình đáp đạo nó. Cái giai đoạn này mới đẹp nè anh em. Xem di chuyển lên anh em. Bây giờ nó đang ôm sói. Ok, đứng ở ngay ngã ba nó luôn. Anh ngã ba anh quái luôn. Nhanh. Nó rút. Không, nó vào. Rồi, đứng đây. Anh quái. Ừ, cái giai đoạn này anh quái mới đẹp. Anh điểm nhiêu này. Rồi, anh đây nè mày. Không chạy lẻ nha. Anh em tranh thủ đi, rồi tí nó về là thủ xoái luôn này. Ừ, tí về thủ xoái luôn. Tranh thủ đoạn này này, anh quái, anh đồ xung quanh đi. Phong ơi, em đừng có chạy Huy ơi. Em đặt đứng ngay cửa chính của nó, theo dõi nó cho anh cái. Để em đứng bên này, em đặt bom sờ bài luôn. Đặt bom sờ bài hả? Tại vì lại... Phong, cứ ở cổng chính đi. Em cánh bên này cho. Nhà mình hai thằng phạm quái trong nhà mình nha. Mọi người dối lại xung quanh. Đang phạm lại tướng trong nhà ấy. Cái mẹ cho cổng chính nó ra kìa. Đem đợi. Về trước anh em ơi. 100% tường chơi luôn nè. Sát chơi luôn. Rồi sát tên luôn. Rồi đấy. Kìa. Đánh được. Phía sau kìa. Đúng rồi. Đánh được, chạy là chết. Thằng nào chạy là thằng ấy chết. Chà mày luôn này đi. Chạy đi. Gió lại chạy vào nha, đi mẹ. Anh luôn. Đẩy lên, kẹp góc nó, chạy đi đâu. Đẩy luôn. Không. Bom rồi. Rồi, tiếp tục. Quay lại, chín ra rồi nha. Về ngã ba mình cái, từ từ. Về ngã ba thủ phun máu cái đã. Nè, đứng ngã ba chuẩn bị vứt một tuần quá nữa nè. Huy ra đặt bom trước cổng chính này em ơi, trước cổng chính nhà nó này. Ừ. Chứ nó không đi cổng lẻ đâu, nó ít người, nó không dám đi cổng lẻ đâu. Tống kim rồi nó đi lẻ chẻ cánh cho, còn đánh cái này nó đi toàn cổng chính thôi. Không có đâu. Trong tống kim thì có. Còn này không có đâu. Này chị đánh nhẹ cần cổng chính này. Bây giờ á nó không dám đi cánh tại vì bên trong nó có sói á, nó không dám đi cánh đâu. Ê, phía trên. Ôi giết, chạy đâu vậy? Giết anh em, cổng chính này. Vô nhà sói, đi đúng rồi. Nhanh. Anh tuyệt đối luôn, nhanh. Nó tầm 9 giờ này. Nè, sói lẹ. Sói nè, nhanh lên. 100% đang quái lẹ. Tắt bên người luôn, chết bỏ, tắt bên người luôn. Sói nó chết thôi, chết nhanh lắm, hồi kim nhanh chết lắm. Này, nát sói này. Một tôi nữa. Đồ má còn tí máu nữa kìa. Anh vô anh em. Còn 100 máu nữa à. Lưới về, làm tôi nữa. Còn thời gian dài. Còn hè, phải đã ngon gốm, hồi kim nhanh chết, một tuần nữa chết. Một tí máu thôi, còn một tí xíu nữa mà. Thôi em di chuyển nhanh, di chuyển lên trước đá.
một tour nữa là ăn được trước đá có gánh một tour nữa, nhanh lên trước đá đầu ba giờ chạy xuống đầu ba giờ giả vờ thôi, nó chụp nhà nó để cho nó thấy. Bắt thằng này đã, từ từ, dừng rồi. Phòng thằng 9 giờ nhanh. Rồi, bên chết nó rồi. Đây. Phòng thằng 9 giờ nhanh. Nhanh. Nó bị lừa. Thành sợ bay nó bị lừa đấy. Nhanh lên. Nhanh. Đẩy luôn. Xoáy à? Xoáy đâu? Anh luôn chỗ này, cố lên. Xoay từ dưới. Xoáy nó có 100 mà. Anh xoáy. 100 nữa. Ưu tiên bóc đây. Ưu tiên bóc là anh luôn. Rồi, nát bóc, nhanh lên. Rút. Quấn luôn. À, đúng rồi, mình đâu có tính điểm nữa đâu. Anh xoáy đâu mà. Giờ mình dùm thủ xoáy là đẹp luôn. Chết bỏ. Rồi cho mày đi đâu thì đi luôn đi mẹ. 100% cúp kia nè, 100% kia. Dạ. Về luôn em ơi, không cần đánh quái lên em ơi, không cần đánh quái nữa. Đúng rồi đấy. Dưới là 3 giờ. 100% khác cơ 3 giờ nè, trước tại 3 giờ nó một đỉnh ca cấp nè. Kè nó bị trúng rồi nè, Anh được, đánh đây, anh thật đây, cho ai sợ bay đi, đỡ em đánh em hỏi đầu nha. Đừng ngủ các anh, hỏi được một con, anh ơi, nghiên cứu sợ bay trong 9 giờ đây, đỡ xe tôi đánh cho. Ừ, để xem em đánh cho xem em chết nó chạy ra không công. Còn em ơi, giờ này điểm không quan trọng em ơi. Điểm mình ăn nó một nồi điểm rồi, mình ăn nó một nồi điểm rồi, với lại ăn sói rồi. Nó ăn mình 100 ca điểm, mẹ nó. Nó cũng thua, ừ. 9 giờ là tới này. Cho nó vô, đừng có lôi ra. Đỡ cho nó vô, đang định đi. Nó kẹp tường rồi nha, anh em đừng lao ra. Anh ấy này em cho nó vô, cứ cho nó vô. Kẹp tường lại. Cứ đang định cho nó vô. Cứ đang định tường cho nó vô. Đó. Anh này. Ê, bị lao ra trời. Tụng quá, em bị lao ra trời. Được, đang được. Đồ đang kẹp gốc. Quên nó lao ra rồi chứ. Đây. Anh được không? Anh được không? Được này. Nhích luôn. Nó chạy đó, bỏ chạy ơi. Rồi, ok, em rút lại xuống dưới. Rồi, đây. Lui lại một cái, đừng ép sát chắc quá, anh em chạy ra là nó kẹp tường nó dứt hết. Lui nhẹ lại một chút. Thả vô nó kẹp gấp bụp. Lôi. Bơm liên tục, chút xe đây. Lỗi đây. Rồi, đợi ba giờ em. Ba giờ em lo. Rồi, ok, ba giờ em lo rồi. Phong, ok, lỗi nó đi em ơi.
Đó, 3 giờ em lo rồi nha, anh em đánh cổng trước đi. Bên này nó tám mạng, em lo rồi. Rồi, rút rồi, rút, 3 giờ rút rồi nha. Lui, lui lại đi, bút đi thật em. 3 giờ rút rồi nha, bây giờ. Chuột vàng, chuột vàng, chuột vàng đi đâu? Rồi, cứ bơm liên tục đi anh Thành ơi. Huy ơi, 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 bơm tiếp 9 giờ nữa. À đủ rồi. Rồi, mua máu đây, mua máu đây nè mày. Phải có một người cho ngoặc nút trong sói nha chứ. Rồi, ok. Đánh đi nha, em canh sói nha, có gì báo mai vô nha. Đã nó đi cộng 3 giờ cả một xe rồi, anh Trung không có đi cộng 3 giờ xe rồi. Đâu đây. Được rồi, đây, xử lý cho đây. Cộng 9 nó đi đó đây. Đụng má nó vô chết anh em ơi. Nó vô chết này. Rồi rồi, em vẫn đang giữ, em giết mấy thằng thiên dưới này. Mình đứng ngay đài. Dàn chữ sơ ra cho nó kịp chính giữa. Đánh cũng chết luôn. Rồi rút. Được rồi. Rút đây cỡ đó. Rồi về chí đi. Máu đi. 3 giờ có máy xe nhỏ này giết này. Bây giờ cho một cái cũng ra đó. Rồi, cứ có gì báo là được. Này, thằng cái này là cái thằng cái login của anh em đấy, là anh em hỗ trợ anh em login đấy. Còn 3 giờ, tấm lực, ba giờ đẩy mạnh xuống, nhanh, tấm lực. Cũng xinh này. Đang xây tròn á. Thẳng luôn. Cứ xây theo nó, không cho nó. Cứ xây theo nó. Đẩy mạnh nó công chính, cái này mày. Nhanh. Rồi nó chết này, đẩy mạnh 3 giờ con gái này. Rồi cho Nghi My bút máu sói này, má sói mất 20 chạy máu rồi. Mình giữ sói luôn là cho anh hay. Giữ được cứ giữ cho anh hay. Giữ chết thôi, phải cố gắng giữ nó mới hay được. Mình đừng thả lỏng quá, đợt này con sói thì một con. 101 anh em ơi, Nghi My 101 này. Ép vô tường, giết nó luôn. Kệ nó. Đâu, rút, cho nó chạy rồi, rút rồi. 13 mạng. Cứ cho nó vô. Ông ơi, lúc nào anh em giao tranh thì em bút phải bùa xong em lùi lại để xem con sói nhá. Giờ chắc là không kịp thôi. Đúng rồi, không cứ, cứ cố gắng ăn tuyệt đối đi anh em. Lâu lâu đánh dần cho hay đi. Cố gắng ăn tuyệt đối, không thả. Nhiều đồ làm đấy, 30 kim thôi, mà đồ gì đấy. Em về được chế lại đây. Nó vẫn chính nha, nó vẫn gặp chung vẫn chính nha. Bom cộng chính mất nè anh Linh ơi. Mất ông nội tôi, nó đứng tới cộng chính nha quý anh em. Kẻ đi. Nó vô nè, nó kéo ra đó. Anh em vô lại đi. Còn nó.
100% trên nè. Rồi vào mấy hàng rồi kìa, vào rồi. Ai cho vô, ai cho vô. Dứt hết. Dứt hết, ai cho vô. Vỏ đen, đồ mát con vỏ đen này phải giết nó mới được. Con vỏ đen này phải giết nó mới được. Rồi, nó chết hết rồi. Rút tiếp, rút lại, trước đây. Sói đầy máu rồi nha. Sao mà thắng là một người được 30 phiếu đơn hàng đó. Có không? Là gì có. Tí Thành nó phát cho cứ thế rồi, Thành ơi. Ừ. 4 giờ. Ba giờ, vòng 3 giờ nhanh, Đừng đứng ra quá anh em, tường nó kẹp nó giết bây giờ. Tường nó kẹp nó giết á. Được rồi, cùng chính thì anh xử lý cho, còn lại đứng yên đi, Nó vô 3 giờ, Nó vô đông nè anh em ơi. Bước ra quýnh lại nè, tiếp dựng cho bạn đi. Xe rách đi, đi làm gì em. Kẹp tường á. Giết mấy thằng kẹp tường luôn. Này kẹp. Này thì kẹp đáy mà anh luôn, giết mấy thằng kẹp tường luôn này. Đấy kìa. Tiên nhân của tiên nhân loạn kìa. Đâu, có mấy ảnh mà có tiên nhân loạn. Đẩy ra luôn nè, Không, còn chính mấy ạc rồi nói em ơi. Mấy ạc ít không sao. Xe mình đứng không vậy. Xe cũng 3 giờ mà mấy ông nội gần dưới nè. 3 giờ này. Còn đó, còn chết nó vô đông, này. Em thủ bên trong còn chánh rồi. Em thủ còn chánh được rồi nha. Nó đang đam sói, không sao, xe 8 thôi. Xe 4 thôi. Rồi giết được. Rồi còn chánh xong này. Chánh xong này. Giờ nó vô mình xoay hồi nè. Giờ nó vô mình xoay nha. Rồi chánh xong nha, 3 giờ còn đóng kìa. Lại chính xong, đó là trước đài 3 giờ nè, để cho nó bước vô cái. Cho nó vô, lao ra kìa. Cái gì vậy, sao dùng trời. Coi kìa anh em đứng đúng ra luôn, anh em đứng kiểu kìa thấy chưa. Lưu lại trong tài khoái lên đi, Không, lên cho nó sợ chết lắm, không thủ được đâu. Trước đài sói 3 giờ một chút. Mình đặt bẫy đi trước, lát mấy ngỗng xoay dưới nè. Quýnh nó luôn nè. Từ dưới nè. Kẹp dưới em giết mấy người này cho nó mất mana này. Rồi bung ra luôn nè, bung chạy ra ngoài luôn. Nó còn con xe nhỏ à. Mariao ra qua. Sói mình đâu ta? Phong, em muốn biết sói mình ở đâu á? Em nhắn thấy cái cột cờ ở dưới bản đồ không? Em nhắn vô cái là sói nó chạy gì à, hiểu không? Cái cột cờ á. Nhấn vô cột cờ là sói nó đi gì à? Chạy ra từ dưới luôn nè. Rồi ra quýnh luôn nè, xe nhỏ này. Thế vô đi anh Thạch, đợi em lo cho. Vô đi, nó có ít nè, cổng chính nó vô kìa. Cổng chính nó vô kìa anh em ơi. Cổng chính nó vô kìa. Rồi cổng chính chạy ơi. Đồng chính đông nha, bom tiếp tục anh em ơi, đứng lại trước sói, trước sói. Lại. Lỡ đang mặc định rồi nè, nó chết hết rồi kìa. Hai phút rồi. Ủa sao xe anh thả đâu mới đứng mới đánh này. Anh giết 3 giờ mới ba, anh đang giết mấy thằng 3 giờ ở đây em ơi. Xong đi bưởi. 19 mạng. Vô anh em, đẩy là cổng chính chi nhiêu vậy? Quýnh luôn đi. Còn có 2 phút anh ơi, kịp đâu. 3 giờ vô. Ba giờ nó chìm anh sói, 3 giờ nó vô này. Sói nhà mình nè, Nào mình đã giết sói được đủ, vậy cho nó 2 phút thương, xe 8 không biết giết sói gì được. Thôi thả cho bọn nó ăn sói cái, cho con chó mình thì đẹp phát. Chính vô nè. Chính này, chính động lực nè, kẹp nè, chuẩn bị nè. Không, cho nó gỡ luôn. Không cho gỡ luôn, đánh lâu đánh một trận cho nó hoành tráng nè, mình thua quá trời rồi, mình lấy một bàn thắng vinh dự coi. Trước giờ mình đấu thua đâu anh, mình không đánh rồi. Mình không đánh rồi hả?
Làm cho béo luôn quá. Bắt đầu nắng chó. Không, chắc, không chắc nha, không chắc nha. Vui thôi, đừng chắc đi. Mình không có vậy. Mình toàn người lớn, trẻ con như các bạn ấy đâu. Ừ. Trẻ trâu hơn xíu lên tầm số thế giới. Thấy gáy mệt. Để tính ra mình trẻ trâu người ta, mình cũng chắc đi. thôi. Ra luôn. Ừ, thiên tử mà anh em, thiên tử mà dứt 20 bạn là cao rồi, có đó mà nhiều. Nằm đọc ba luôn, cùng bay chơi xuống nhá, đừng có thằng già trâu luôn gánh nhá. Đi tên này, hại trưởng không? Vậy rồi, à, bút tiên rồi con ấy. Chứng do đi qua đánh đi. Chạy đâu, chạy ra đâu. Đúng giờ chính con nó đuổi mình, chứ lừa mình chứ. Anh Khải live stream à? Ừ, đang live stream em. Thế nào nó lùi em, đủ mà. Hết giờ. Anh ăn xoáy là quê không? Hả, không quê được anh ơi. Thế ăn xoáy là tính điểm chứ sao quê được. Ủa, mấy nghìn mà mình lên 30 mấy nghìn kìa. Anh điện, ăn xoáy là tính điểm anh. À, mình hơn 1 điểm. Rồi, thắng một trận rất là vinh dự, hay quá. Thực ra là xem phần thường thì cái gì cả đó rồi. À. Rồi thằng gà luôn đi. Để lâu cứ trâu quá vụt. Ồ, mất cái gì không? Nghe.